Trước hết, các chị em thấy lễ khấn hôm nay chỉ cho một người chị em mà thôi, đó là sư Marie Albert, mà tôi cũng cố gắng hết sức thu xếp thời gian để đến. Đó là chứng tỏ cái tình thương dành cho hội dòng, cái tâm hồn mục tử dành cho những người tu sĩ. Thì xin Chúa chúc phúc cho hội dòng, cho hội dòng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Ơn gọi hiện nay thì ở, ít nhất là ở Việt Nam hay là ở Sài Gòn này cũng còn ít, chưa được nhiều. Tôi cầu mong cho ơn gọi phát triển nhiều hơn nữa, giống như một số những cái dòng khác đó, ơn gọi người ta phát triển mạnh mẽ, mình cố gắng đi ha. Cố gắng làm sao phổ biến ơn gọi như thế nào, cách nào đó ha, để nhờ người khác họ thấy mà họ xin chọn nơi này, xin chọn con đường này. Xin chào tất cả các gia đặc trách di dân và tất cả các con là những di dân hiện diện đây. Và rất là vui mừng năm nào cũng được gặp các con để nghe các con chia sẻ và để góp ý với các con một vài điều nhỏ nhỏ thôi, để cho cái đời sống truyền giáo của chúng con nó được hăng say hơn. Và tin chắc rằng là chúng con là những người di dân, nhưng đồng thời chúng con là những tông đồ truyền giáo rất là mạnh, phải không? Xin Chúa chúc phúc cho công việc truyền giáo của các con. Làm thế nào mà lần năm tới các con đến đây có thêm các bạn chưa biết Chúa trở lại biết Chúa và đến với các con trong cái giới di dân của các con nhé. Đường lối của giáo hội Việt Nam cũng như giáo hội thế giới là về một vụ gia đình, chú trọng tới một vụ gia đình một cách tối đa. Vậy các con cũng làm sao mà cố gắng giúp các bạn mình cũng như chính mình, khi mà cần lập gia đình thì cũng phải chuẩn bị hẳn hoi, đàng hoàng, nghiêm túc, tốt đẹp để có thể mang lại hạnh phúc cho chính mình cũng như cho những người khác nữa nha. Ôi cha có mấy lời chia sẻ rất vắn tắt vậy, xin Chúa giúp lành cho toàn thể chúng con nha. Các con nghị dân thân mến, cha rất phấn khởi trong cái bầu khí chiều nay ở giữa chúng con cứ hành thánh lễ cầu nguyện cho cái ngày bế mạc di dân của các con. Và điều cha ước mong á, là trong tương lai năm tới ta trở về đây thì đông hơn nữa. Và có hai điều mà cha nhấn mạnh. Điều thứ nhất là cái tinh thần cầu nguyện của chúng con nó mỗi ngày một sâu hơn. Và điều thứ hai là tinh thần truyền giáo của các con ra đi loan báo tin mừng, bởi vì các con là những người di dân mà khắp nơi, ở khắp nơi thì loan báo tin mừng khắp nơi để cho mọi người được biết Chúa, nhận ra tình yêu, nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa. Thôi